nổ súng loạn xạ lúc rạng sáng, một người tử vong, sau khi xảy ra vụ nổ súng như phim hành động vào rạng sáng 10 tháng 12, phường 6. Thành phố Mỹ Tho, anh Nguyễn Ngọc Tuấn đang bị thương nặng được đưa lên bệnh viện Chợ Giấy cấp cứu nhưng đã tử vong vào sáng 12 tháng 12, ngày 12 tháng 12. Công an thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết đơn vị này vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân đồng thời truy bắt nhóm thanh thiếu niên đã nổ súng gây ra cuộc hỗn chiến vào lúc rạng sáng 10 tháng 12 làm một người tử vong. Trước đó vào khoảng 0 giờ 30 ngày 10 tháng 12, nhiều người dân ở hẻm Lê Lâm thuộc địa bàn khu phố 8, phường 6, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang đang ở trong nhà thì nghe nhiều tiếng súng nổ ở ngoài đường nên ra xem thì phát hiện nhiều thanh niên đang hỗn chiến đập phá căn nhà của anh Nguyễn Ngọc Tuấn Đăng, 29 tuổi. Ngụ thành phố Mỹ Tho, làm chủ. Tiếp đó nhiều người từ bên trong nhà của anh Đăng gồm khoảng 7 đến 8 người xông ra chống trả quyết liệt. Sau khi nhóm thanh niên hỗn chiến nói trên rút đi thì người dân phát hiện anh Đăng ngồi gục bên đường nên nhanh chóng đưa vào bệnh viện để cấp cứu và tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Chợ Giấy cấp cứu. Trong tình trạng nguy kịch nhưng đến khi sáng 12 tháng 12 thì tử vong. Tại hiện trường có nhiều vết máu, hàng chục vỏ đạn của ít nhất 3 loại đạn khác nhau trong đó có đạn sử dụng cho súng hoa cải nằm rải rác. Bên cạnh trụ điện gần hiện trường có một quả lựu đạn đã được rút chốt nhưng chưa nổ. Qua kiểm tra bên trong căn nhà của anh Đăng, camera an ninh đã bị đập phá và bị lấy mất đầu thu. Bên trong căn nhà có rất nhiều xe máy cũng bị đập phá, còn tại nơi nạn nhân bị gục ngã, cơ quan chức năng còn phát hiện 4 viên đạn chưa rõ chủng loại. Tại hiện trường cơ quan chức năng đã thu giữ 2 cây đao và gần 20 vỏ đạn các loại. Hàng xóm cho biết vợ chồng anh Đăng làm nghề cho vay tiền góp. Hiện công an thành phố Mỹ Tho đang truy bắt các đối tượng để điều tra làm rõ.